Dạ, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì hãy đưa cô Sáu, cô Sáu từ công tâm xuống đây cả nhà ơi. Cô Sáu là con nè. Ôi. Trời ơi. Đừng đừng cái nhà. Ồ, hôm nay mày quá thế à? Nhớ con Sáu không? Có lần là con có nhớ là mua tỏi đen ăn không? Con Sáu thích không có sắc. Chú cô ra cô gặp con, cô mừng ghê vậy nè. Chú ra coi như là cái lúc mà chuẩn bị mổ là cồn khóc khóc quá trời luôn. Đến khi mà nghe thấy báo là con tỉnh, con tỉnh vậy là cô mừng gì đâu mà mừng á. Mừng khóc mà chứ, khóc. Thôi cố nha, cố lên nè. Đây, hai đứa con của Hạnh. Chắc chưa cho ăn được. Chị hai, nha. Sao vậy hai? Mấy bữa nay hôm qua đi mệt hả? Con đau. Nó đau với cái ruột mà nối từng đoạn mà sao không đau được. Dê chứ bệnh nó đưa hai tay lên dê ngon lắm hả? Dê cười thấy ngon lành. Có lúc đó nó còn thuốc tê. Bây giờ hết thuốc tê rồi. Nó đau. Lúc đấy là không biết đau là gì đâu. Nhưng mà bây giờ đau con chịu nổi không? Tội chưa? Ai cũng thương con là con phải cố lên để cho đáp lại lòng thương của mọi người con. Thương quá. Sao nghe miếng miếng rồi á? Xích lên rồi. Đau quá hả? À, tội chưa? Trời ơi, chứ người ta cắt đừng ái ái, đừng rung. Đừng rung cái giường con. Thôi nữa là cũng kiên cường lắm rồi đó. Sao mà nó đau vết thương nó thì cũng đỡ hơn. Giỏi, mình đứt cái tay con chút xíu mình đau rồi con kia nó. Dạ. Thương quá, thương rồi. Nhưng mà da dẻ vừa là nó thấy tươi này. Tươi. Đúng không? Tươi. Tươi. Chuyện máu vậy hả? Chuyện máu rồi đi mổ rồi. Chuyện máu hả? Tươi. Thật ra anh không, đến mấy cái bàn tay này không vàng như vậy hôm này. Đúng rồi. Mà hôm vàng như nghệ. Đây là khá máu. Anh nhìn anh biết rồi. Dạ. Vài bữa nữa là coi như vết thương nó lành là nó hết đau. Ví dụ hơn mổ đẻ còn vậy, mổ cái mà nó đau chứ. Không là mổ đẻ đau cũng có từng nữa cô hả? Đau chứ. Cố nghe con vậy là mừng lắm rồi. Ông bà thương mình, Phật thương độ mình. Kiên cường vậy, nhỏ xíu mà kiên cường tâm khủng. Dạ. Cô Sáu cũng từ công tâm xuống đây thăm em đó. Cô đi là ông xã cô sợ bắt cóc. Mới chứ. Mới là kêu ở ra Đà Nẵng không có ai hết mà sao biết ai đâu. Coi chừng cái mấy người YouTuber cái họ giả bộ, họ giả YouTuber cái bắt đầu họ bắt cóc, họ bán qua Campuchia. Để con gắng biết chút coi, với Hạnh nói không được. Gắng rồi, tôi chúc cô nói chuyện cho nó chia sẻ cho nó động viên tinh thần cho nó. Thôi cô ra đây chủ yếu là cô thăm và chúc con coi như là có thật nhiều sức khỏe này để mà lo chăm hai đứa nhỏ với em con, má con với cùng anh Thái nha. Không, cô nhìn cái vẻ mặt con là sẽ chiến thắng bệnh tật. Không có ấy đâu, không có sao hết, đừng có lo. Không có lo. Bữa nọ là cô thấy cô sợ chứ bây giờ là thấy ổn rồi đó. Nhưng con cố gắng chịu đau nha. Cố gắng chịu đau. Một chút qua. Con mua sữa, mua gì vậy thôi. Cô rất lòng nhiều con ha. Vừa rồi cô có gửi cho Hạnh, tặng cho Hạnh đó. Mới cô cũng mới cho đây mà. Kệ nó. Tội quá, tội đi. Cố gắng thôi nghe con, ví dụ mai mốt là nó rành rồi con cố ăn cái gì mà được thì con ăn. Ăn vô để mà lấy sức ha. Nhưng mà chủ yếu là mình ăn
thực dưỡng. Thực dưỡng. Mình đây môi khô rồi. Môi khô à? Không. Khô là à. Chưa được uống nước. À, môi khô. Không có được uống nước không? Không, không, mình uống nước nhưng mà mình lấy cái nước đó mình rơ môi em. À, xem. Thương quá. Giỏi ghê, con chút xíu vậy mà để được hai đứa con. Chiến đấu quá trời vậy. Chiến đấu bao nhiêu năm, 4 năm, năm nay năm thứ 5 ha. Thấy thương không? Không có. Trời Phật thử thách mình á. Xem thử mình như thế nào được rồi đó. Lên là bóp trên một con Bảo này hay á. Bây giờ còn còn nhức mẹ ghê lắm. Nhức chân ngay tay nữa. Chị đau có thương thôi phải không? Chân phải 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 bóp cho máu nó lưu thông. Nếu máu máu nó lưu thông chậm á. Anh thiếu chất nhiều quá. Đúng rồi. Máu đạo. Lưu thông chậm là nó lại tê. Nó tê. Thiếu chất nhiều quá. Tội quá. À, nó lên mẹ. Hứa. Ghi trong Zalo nó là hứa là mai mốt con mấy năm rồi, hồi năm trước rồi. Hồi trước đây năm 2 năm là hứa là cô ra Đà Nẵng cô sẽ đến thăm con. Mà rồi cuối cùng ra là cái công việc lại về, ra lại về không có gặp nữa. Yeah. Bây giờ gặp nè. Ngày gặp bằng da bằng thịt đó cô ha. Không có bằng hình nữa cô ha. Đúng rồi. Thương quá vậy đây. Về Zalo cô. Sáng mai đáng lẽ là nếu như cô không về sớm là mai cô mới đi lận. Mà sáng mai 6 giờ sáng là cô đi về Quảng Ngãi có tiếng Việt. Cho nên 6 giờ sáng cô đi. Cho nên cô tranh thủ tối nay cô đi. Thằng con mấy giờ cùng đi. Hải anh Hải đi ở từ Quảng Nam về xong lật đặt đi ăn xong rồi. Mới ăn tối xong à, 8 giờ mới đi ăn tối. À, với lại anh Thái cũng có mấy cô mấy chị đó ha, cũng gửi Hạnh tiền tặng cho bác Hạnh đó, nhưng mà chắc ngày mai gì đó ha. Chứ còn hôm nay là em về em xuống này chở cô Sáu đây chứ khuya rồi phải không? Đâu nói quá, cho cô chú biết luôn đâu, đang đâu. Anh em mình thì dễ rồi, nhưng mà Hải cũng sẽ để cái danh sách cô chú anh chị trên cái video này luôn ha. Dạ em biết à. Có cô nè, có cô Kim Ngân tặng tiền để hai vợ chồng đi chụp ảnh cưới nha, nhớ khỏe mạnh rồi dạy đi chụp đi. À, nói ảnh cưới. Dạ. Nhắn tin có thấy không? Dạ. Bảo là khi nào mà khỏe rồi là nó chụp ảnh cưới là cho cô đồng hành với. À. Không, khi nào tổ chức đám cưới á cô? Ừ, khi nào cũng cứ báo. Dạ. Cô đi trung tâm xuống không à? Nhưng báo trước cô là cô mới dạ. Xếp. Dạ. Cô chạy ra. Rồi mỉm 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 giống như muốn khóc kìa. Muốn khóc, đừng khóc nghe. Hết thương đi. Cái gì tay. Đừng nói nó chảy máu, đừng có gỡ ra chảy máu nha. Thôi cố gắng. Tê tay à con, tê tay hả? Không không sao đâu. Nhìn thấy thần thái vậy là ok rồi, không sao đó con. Bữa nay lại sắc con. Lại sắc rồi. Nhất là cái bữa mà chuẩn bị đi mổ đó. Chú làm tôi khóc quá trời luôn. Vậy đâu mà có đứa bình luận nó nói bé Hạnh giả. Đó, có được cô đó, có được đó. Có được bé Hạnh nó khỏe là nó ra kim á. Đâu em, đâu mẹ. À. Ác thiệt chứ. Mới đây hả? Dạ mới đây. Anh nói mấy bữa nay bé Hạnh có phải giả là sao mà. Họ ân nói gì vậy? Nói là quyền của họ mà. Cái Facebook Tâm này. À. Tâm. Họ không có hoàn cảnh như mình, họ ân nói. Để vậy đó quý vị, để là không có anh Hải suy nghĩ. Anh Hải và Hải. Họ nói không anh nghiệp. Đây. Còn mình cứ cầu để sao để cô nói về cô Sáu nói chuyện ở điện thoại em đó. Con mình. Để thôi, con chị tưởng anh nghiệp. Chị tưởng là chắc con gọi để hỏi thăm bé Hạnh rồi đó. Rồi cô Sáu này, con bình luận nói vậy đâu mà nói được cô Sáu. Nó anh Hải và Hạnh có dàn xếp để làm clip để lấy tiền mạnh thường quân ngay sau. Mình theo dõi chuyện này của Hạnh mấy bữa nay thấy sao á, kiểu như dàn xếp nó vậy đâu mà nói được cô. Nhiều người họ kệ họ để họ mang nghiệp con. Dạ. Biết mình biết làm sao mình giải thích tội được. Thì cả một bệnh viện đây mà làm sao mà dàn dựng được. Bệnh án nó có rõ ràng đó mà. Dạ. Thôi không có, đừng có con có đừng có suy nghĩ chuyện đó ha. Không có suy nghĩ gì hết á, kệ họ, những người đó nhiều họ, người ớt anh tốt. Họ không tốt không phải thương thiệt cả chứ. Đau nhẹ nhẹ thôi con. Nhẹ nhẹ đau. Đau.
cái đấy là không phải bóp vậy đâu, mà rút ra. Không biết là cũng thắc mắc, không biết là mổ gì là mổ 7 lần. Là có cho con bà xui cô xấu mà mổ khoảng 15 mấy lần là bị sỏi, đã cắt một bên trái buồng trứng, mất một buồng buồng trứng rồi. Xong là bắt đầu là mọc tiếp bên u bên phải, tiếp là mổ một tiếp lần u lan nữa là lần thứ hai. Là để lật tiếp một lần nữa. Hai lần, 12 lần mổ hai đứa là 4 lần. Thế mới một lần mổ u đại tràng. Cắt rồi đấy. 4 năm trước ấy, là 5 lần, một lần mổ trực tiếp vào để buồng tim rồi đấy. 6 lần. Là 6 lần thì cứ mổ gây mê là mổ. Mỗi người rồi lại mổ cắt tiếp u nữa là 7 lần này. Cũng nhiều cô bảo là đâu, đâu phải đơn giản muốn là nói được đâu, nó có biết bệnh án mới hỏi thôi. Mát khỏe cho con xin nói vậy ạ. Mấy cô đôi lúc là cũng không xem hết những cái video mà em chia sẻ đúng không? Không theo dõi bao nhiêu năm á. Cố cố nghe con, cố để cho má con bạn khỏe, cho đỡ má phải nghe thấy con. Cô biết thì cũng được, nhưng mà có những cái bình luận nó tiêu cực thì mình thì không sao, nhưng mà sợ đôi lúc bé Hạnh nó đọc được á, bác sĩ biết không? Tội cho nó. Đừng có để nó đọc, đừng có để nó coi điện thoại chi, đến khi nó khỏe là tính. Bây giờ người ta nói là quyền của họ, mà làm sao mình bịt được miệng họ. Hạnh cũng vượt qua nhiều giai đoạn rồi mà, đúng không? Cố gắng. Tập tự nhất sinh. Kinh, con thì con đồng hành, mà con thấy con sợ đó con nghe. Nhiều lúc mà cái nghị lực của hắn thì mình phải học hỏi theo á cô. Thiệt đó chứ. Sao mà có chút xíu vậy mình giỏi thiệt đó chứ. Cố lên. Mình nó mổ ra cái đưa hai tay cho ảnh. Cười là thấy đây nè, thấy cười là thấy cái phẻ, tự nhiên thấy nó cười mình phẻ vậy nha. Nó đau á, có chừng trúng mẹ con. Hai ngày đi không cười nổi hả? Dạ. Nó đau quá, dạ nó đau dữ quá. Dạ dạ. 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 Đây. Đây, Hải nó gửi qua nè. Thấy không? Đẹp gái chưa? Đẹp gái chưa? Dạ. Thôi chị Hà cố gắng nha. Đẹp chưa? Chúng ta tao chị Hà thì giống như không có đâu ha. Con này. Đó. Mình nó tươi quá vậy. Ừ. Lâu lâu lấy ảnh đi ta xem này đó, đưa tay rồi lên cho giữ không? Chung. Cũng dây đồ đàng hoàng, tay ngước lên trời đâu chuyện giỡn. Không, nó lành vết thương là chắc cứ khoảng 5-6 ngày tuần gì đó là ổn thôi. Nó bắt đầu ăn được là sẽ ăn được là cái ruột là vì vết lối nó lành thì phải. Dạ. Lành. Bây giờ chưa lành đấy. Đúng rồi. Thôi đau này còn đỡ hơn đau ở kia nha Hạnh Thị. Tê là do mắt không, tê là máu nó lưu chưa lâu lưu thông được, giống như những người mà bị tắc nghẽn mạch máu, nó không có lưu thông là nó tê tay tê chân á. Ở đây cũng vậy nè, máu nó lưu thông quá cho nên mình cứ vuốt như này. Đúng rồi, em cứ vuốt, em vuốt massage suốt vuốt này lần nó mạnh. Trời anh kia nè, cũng có hoàn cảnh. Đây cụ nhỏ thì theo Hải đây cả nhà. Lại thăm chị Hạnh nè. Coi chú Hải coi thử cái đứa nào được rồi gà bả. Làm mai cho nó đi. Đứng lại đây nhỏ, ở đây. Đó đây. Đó, nhỏ đi thăm chị Hạnh. Không rồi thấy Hạnh sợ luôn rồi giờ đó. Đó nhỏ kìa. Bắt tay vậy nghe. Đây là ngắt. Bạn muốn nói lắm mà không nói được. À, mệt quá. Xíu xíu vậy. Đúng là vô gặp nó mới thấy nó nhỏ. Dạ. Xíu xíu. Trong hình thì thấy cũng đỡ. Cũng được. Ừ, thấy bên ngoài cũng là mấy ngàn bé. Chưa hỏi quá đi làm nhận cười á. Khỏe à, rồi lúc đó muốn tính gì tính. Khỏe thì. Khỏe à. Hả? Thầy muốn. Thầy muốn hả? Thầy muốn nước hả? Ráng đi. Chưa được uống. Bao nhiêu ngày đây? Ấy là 3 4 ngày nó uống được đúng không? Mấy ngày? Biến theo. Tốt thì cho uống. Nước dùng đó là sợ nhìn trong á. Sợ nhìn trong mà. Chưa lành. Cố gắng đi con. Cố đi. Cố đau mình cố được mà. Thèm đủ thứ hết, không phải là thèm uống đâu. Đều thấy. Thôi giờ sống được là mừng rồi. Nghe. Cố gắng mà. Còn cố gắng đi. Rồi mai mốt uống bù. Chứ ví dụ chẳng hạn như một vết thương của mình mà nước vô là nó nhìn trong. Nước vô nó nhìn trong.
ở trong khi đó cái bụng mình phân rồi trong đó. Ủa, hết là bỏ vào đó anh ta. Là cố gắng, con cố gắng đi. Con cố gắng khi nào nó khỏe đâu đó rồi bắt đầu cũng muốn ăn uống thì bao nhiêu ăn uống bây giờ thèm lắm, thèm ăn thèm uống. Thôi giờ có sống được với con rồi là mừng lắm. Giỏi. Mạnh mẽ nha. Chuẩn bị đi hát. Thế là đi hát. Dạ. Ngoài năm nào anh xuống công viên anh hát đi. Ừ. Năm nay đau. Tết là công viên hát. Rõ. Gặp Hạnh bằng da bằng thịt. Cố gắng để phục hồi. Dạ. Yeah. Hồi trước giờ là gặp bằng trên YouTube không mà chứ không có gặp nói vậy thôi chứ đâu có gặp bây giờ gặp này. Tội quá chừng. Anh Hải là bảo là cả thế giới là tốn với con là không biết bao nhiêu lít nước mắt. Ai cũng khóc thương. Mệt quá thì mày có thôi con em nói mệt mày có đừng nói biết chưa thầy Út hả. Giờ nhìn cái mặt dễ ân nói lắm á, dễ rơm rớm nước mắt rồi kìa. Anh Hải bảo là anh Hạnh giống như nói ra vậy. Cái câu nói ông Hạnh nói giống như mấy người cao học á. Dạ. Không phải là cao học chứ không phải đại học đâu nghe. Anh nói cái cách nói giống như mấy người cao học vậy. Dạ. Giỏi. Không biết nhà đâu là ở. Đẹp cho bộ. Dạ. Mấy bữa mà nó có da nó có thịt nó đẹp. Dạ đúng rồi. Đẹp. Đẹp á. Cô sáu 61 tuổi rồi. Con da rồi không? Cô Phúc Hảo hả? Phúc Hảo. Thương quá thương rồi. Chỉ mà chị không đau là chị nói ghê lắm á. Nói không nói. Nói là hôm nay thì ngày thứ hai cả nhà. Ngày thứ hai Thành ngồi chẳng đau kìa. Quặn ruột á. Cắt mình nối lại. Đúng rồi. Đứt cái tay rồi ngang kinh rừng đứt cái ruột. Thì vậy nó đau lắm. Lắm. Mình đứt cái tay con chút xíu dạ. Mình đau chịu không được nói rồi. Nói ở đây nói ruột nói rồi tùm lum nó quá giỏi luôn. Hạnh giỏi nhất luôn á. Ai giỏi bằng Hạnh. Luôn nối lại. Trời. Trời quá. Ngang kinh quá. Nối lại thì mới được ăn bằng miệng đó. Yeah. Nếu mà yên tâm bác sĩ nói là con đường sống phải trên 10 năm. May là nối được là ăn bằng miệng. Bác sĩ nói vậy. Quá may mắn. Phải 15 năm. Trời thì cũng cảm ơn các đội ngũ y bác sĩ mình thật sự là quá giỏi. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã cứu sống lại Hạnh lần đây lần thứ 7 rồi, lại lần thứ 2 nữa. Đau quá, đau nhíu mặt mà. Đó là bác sĩ ai cũng thương. Trời, 100 người là nó thấy thương hết là 100. Ai thấy kiểu nó nhỏ mới tật thì tội á. Có nghe con, có mai mốt làm đám cưới cô chạy ra. Cô em. Nó nói sao không chúc nó làm đám cưới mà chúc Hạnh biết vậy. Về bữa đám cưới nhỏ có dẫn mẹ đồ vô luôn ha. Dẫn mẹ của Minh đồ vô luôn. À, chắc khi bà vô bà có vô không? Dạ. Bà không vô chứ. À, không đi đâu đâu. Bà giữ nha, bà sợ người ta vô cấp đuôi. Dạ. Bà khôn lắm, sợ mất cua. Không, bà nói khôn chứ. Dạ. Chủ yếu có cái bệnh đem rác trong nhà cho khôn, có khôn chứ. Không cãi lại được bà Hải ha. Dạ, không cãi lại được. Không cãi lại. Lúc mơ đó coi gì. Để ý coi, bắt đầu mà mình tấn công bà cái chuyện gì á, cái câu nói của bà là bắt đầu bà bẻ lại cái chuyện khác liền. Nó trong lãng đó. Rất, những người đó họ rất là khôn nghe, trong lãng bắt đầu ra. Trùng khôn, trùng khôn. Trùng khôn. Nhỏ này ghiền Bảo rồi kìa, con Bảo này ghiền nhỏ rồi kìa. Bảo quý nhỏ lắm. Quý nhỏ lắm. À, nhỏ đứa nào không thương hết trơn á, sau này em á, con Biểu ở lại biết nè. Bây giờ nó đau khác, nó đau bữa nọ thôi. Đúng rồi. Bây giờ nó đau là nó chỉ đau vết thương vậy thôi. Còn bữa trước là nó chèn á. Nó tức. Không. Bây giờ lại đi đau vết thương. Cố gắng còn cỡ 3 bữa.
Rồi họ có chích thuốc có giảm đau không con? Có chứ hả? Nhưng mà con thấy nếu như mà cảm thấy con chịu đựng được là không nên. Nếu mình chịu đựng được, còn nếu mà nó quá sức thì phải chích, chứ không nó quá sức là nó đuối mình á. Còn mình thấy là mình chịu đựng được thì mình cố. Chứ nhiều lúc nó đau quá là mình chịu á. Nếu nó quá sức thì mình nói, còn nó nếu cảm thấy mình thấy cảm thấy được thì mình cố gắng. Nhưng con thương quá. À, nó đẹp chứ, mũi đồ cao, mắt đẹp, lông mày đẹp, nó đẹp, môi nó cũng đẹp, môi cái tim đàng hoàng chứ, đẹp chứ. Do đẹp quá, ông trời, ông thấy đẹp quá rồi, ông mấy gì chứ, ông thử thách vậy chứ. Đẹp mà để người ta ghen luôn á. Đáng thông minh lắm nè. Dạ. Đánh không biết. Thông minh nhưng cũng hơi cũng có một chút bướng. Dạ, bướng lắm á. Bướng mới lì đó, lì mới sống được đó chứ không lì không sống nổi đâu. Có một chút bướng chơi sáng đây thông minh lắm nè, nhưng mà dạ. Bướng cũng có một chút bướng. Đúng không Thái? Đúng không Thái? Dạ. Con phải nhịn. Thôi phải vậy chứ, vợ chồng là phải vậy chứ, mới ở lại lâu chứ. Còn nếu không nhịn là không khó mà trụ lâu lắm, vợ chồng ai cũng giận hết á. Hôm nay đẹp nè. Nhịn chứ không là bà lấy gậy bà đánh liền rồi chứ. Thấy chết rồi. Cái gài đâu rồi, cũng còn gài. Ghen số 1. Ghen số 1. Ghen nè. Thương gì mà sợ người ta cả chồng cả vợ trước. Trong đầu luôn. Thương gì đâu mà thương. Sợ người ta cả vợ thì dặn dò luôn đó chứ. Thương quá vậy á. Thôi cố gắng mạnh mẽ thôi Hạnh nha. Hạnh nó giỏi mà, Hạnh giỏi mà. Có cô rồi xuống động viên nói chuyện cho vui. Giỏi. Cô ở xa quá chứ phải cô ở gần á thì chiều cô chạy vô. Ở xa đó. Mai có việc ở trong Quảng Ngãi chứ không cô ở lại chạy xuống một lần nữa. Ở Quảng Ngãi có việc. Chứ không nếu không có việc là Hải mai mới đi hả Hải ha? Dạ. Mai cô vào Quảng Ngãi à? Mai cô vào Quảng Ngãi 6 giờ sáng cô đi. Có cái việc. Thương quá thương nè. Cố lên nha, cố lên chuẩn bị. Chụp hình cô dâu đẹp nè. Chụp hình cô dâu đẹp nè, làm đám cưới đẹp nè. Ồ dễ gì mà làm đám cưới có hai đứa con, đứa trai, đứa gái. Nhất là cô có, cô không có giỏi bằng con đâu, cô hai đứa gái. Không có được đứa trai con đâu, con thì quá giỏi luôn á. Đứa trai, đứa gái nè. Trời thương nè. Cố gắng nha, Thái cũng cố gắng nha Thái nha. Dạ. Kệ nó chứ giờ ông trời ông nó giỏi mà. Nó giỏi mà, thì có mà. Không có ai hoàn hảo hết á. Được nó mất ra, được cái này thì nó lại mất cái kia. Không ai hoàn hảo hết, như cô còn chưa hoàn hảo. Nhiều lúc mình thấy mình cũng khiếm khuyết tùm lum hết. Vậy là giỏi lắm rồi nè. Giỏi lắm. Ngang con cố nha, thương quá thương đi. Đẹp hả, lông mày đẹp. Dạ, đẹp. Môi đẹp, miệng đẹp, mũi đẹp. Trời, mắt, vừa, cái mắt rất là đẹp luôn. Anh vừa mổ ra nó thì trời ơi, vậy anh không đau là nệm dê cái tay này. Đó, nó tươi đói luôn à. Rồi chứ hai tháng trước này không ai mà bị bệnh. Hai tháng trước nó trắng hồng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Không à, mà bây giờ khỏe rồi là con ăn vô là nó đẹp. Năm mặt trở lại nó đẹp. Yeah. Nhưng cô cố gắng con ăn thực dưỡng. Bớt, đừng ăn thịt cá. Đừng hết ăn, hết đau ăn được. Này có người xem video em hát kìa. Nó đầy đủ là đầy đủ là người ta hẫu tất cả các đậu. Đó thấy không, ở bên ngoài đi đó. Thấy, cô thấy đó. Chưa có gì mập chưa? Đậu. Tất cả các đậu, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh. Cô nghe Hạnh hát. Thương quá vậy, trời con xí con tiêu vậy, mà chịu đau chịu đớn đồ giỏi ghê chứ, yeah. Thiệt á chứ, quá giỏi luôn. Thôi giờ chắc cũng khuya rồi, để cho nó Hạnh nghỉ chút hỉ. Đúng rồi, dạ. Cho em nghỉ. Vậy nghe con cố gắng nha, con cố gắng khỏe. Yeah.
ông trời ông thương á, thử thách thôi chứ ông có làm gì đâu. Từ cái lúc mà em chuẩn bị mổ là cô Sáu cứ gọi anh xuống rồi gọi anh, mà nó trong ngày không biết bao nhiêu lần đó. Thương quá vậy. Thôi vậy ngang con ngang, con cố gắng ngang. Thương. Em mà cô chú anh chị mà trên mạng mà ở gần gần đây thì tôi chắc cô bệnh viện đi chắc quá tải, không có thang máy đi không được luôn á. Mấy trăm ngàn người mà. Cũng mấy cô xem mà cây ngủ quá, không lên thăm mà. Đúng rồi. Có lên này mà. Dạ dạ. Mấy bà cô. À, có xin cái phòng á. À, cô lên ba cô mà ai cũng không biết ai, thì mấy cô thì bảo là cô theo dõi cây của Tải. Cô lên. Ở đây là cô ngoại tiêu húa phòng 707 cả nhà. Ừ, ý là nói để ai họ có cần lên thăm thì họ lên thăm. Thôi nghỉ ngơi nha, cho khỏe đi. Mừng lắm rồi. Thôi giờ nói chung đau nữa không ăn thua đâu. Ha? Con thở là sợ là mừng. Dạ. Ừ, dạ là mừng. Yeah. Cầu chúc con. Con thể còn cố gắng. Nhanh khỏe, nhanh ra viện. Rồi ăn uống mạnh khỏe rồi anh hãy cho đi chụp hình làm đám cưới con ha. Hẹn gặp con khi nào cô ra rồi con sẽ đi thăm con ha. Rồi cảm ơn cô Sáu đến thăm với Hạnh, động viên tinh thần cho bé Hạnh cả nhà ơi. Cô cũng từ công tâm xuống đây ghé thăm. Mắt đẹp quá, mắt đẹp. Em cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị ạ. Còn chưa